Supermoviet.vn bán ích liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello cho bạn trở lại kênh đường bài Mô Việt. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục phi dép cùng anh chàng. Về đấy cái gì vậy? Em nhớ đi gấc cà phê Hà Nội. Trời ơi, đây có lẽ là một pha tào lao bắt nhau các bạn VDS thôi. Và hôm nay sẽ hướng dẫn anh em chơi Zephyr nha. Phong cách chơi khô máu luôn. Cái phong cách này mình sử dụng cái phù hiệu thần quang, kết hợp cái build đồ là full sát thương, bảng ngọc full sát thương, một vô sấp mặt tướng địch luôn. Nếu anh em nào chưa hiểu rõ, chắc chắn trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em chơi Zephyr vô cùng đơn giản. Vì tướng mình thấy là dễ chơi, nhưng mà đó là do mình chơi rất là nhiều rồi nha. Có anh em ít chơi thì tất nhiên phải nghe những bạn nhiều chơi, chơi nhiều rồi chia sẻ những kinh nghiệm, thì các bạn sẽ giảm bớt cái thời gian luyện tập và có cái hướng chơi chuẩn để chơi vị tướng mạnh hơn. Zephyr là một chất tướng vừa trâu vừa bò, à không, vừa trâu vừa khỏe anh em ơi. Và với kinh nghiệm không kích bách phát bách trúng của Mô Việt thì cái này mình đang khởi động nhá. Khởi động cho nóng thôi anh em ơi, nóng người thôi. Phát sau mình sẽ cho anh em thấy là cái trình độ phi không kích bách phát bách trúng của mình, trừ những phát trực ra. Thực ra đánh Zephyr cái chiêu cuối nó rất là quan trọng. Nếu mà anh em sử dụng chiêu cuối trúng đầu tướng địch, chắc chắn tướng địch chết với cái combo đơn giản đầu tiên. Chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1 đánh thường. Đây là combo, gọi là combo đơn giản mà cơ bản nhất ai cũng phải biết khi chơi Zephyr. Vì khi thực hiện là combo này, anh em sẽ sốc được đam một tướng địch cực kỳ dễ, đặc biệt là xạ thủ và pháp sư nha. Xạ thủ team bạn cũng thấy vậy thôi. Mình xin bùa danh rồi mình té nha. Như vậy thì chắc chắn Murat sẽ phế trong 1 phút 30 giây sắp tới. Và team mình sẽ đánh dễ dàng hơn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ phân tích về cái bảng ngọc của Zephyr. Các bạn dùng như sau nha. Ngọc đỏ, anh em sẽ ép ngọc công lý và xuyên giáp. Bảng ngọc tím, tốc đánh, tốc chạy 1%. Ngọc lục, công lý và xuyên giáp. Ở đây có một sự tùy chỉnh nhỏ, chính là ngọc đỏ anh em có thể ép vài viên tỷ lệ chí mạng. Hãy xem dép của ta đây. Ui, double kill. Triple kill. Ui, đến mà ăn mạng nó easy như một trò đùa các bạn ơi. Nó không kích chúng hai người nó nguy hiểm như thế đấy. Với cái thần quang trên người thì cái phát không kích đầu tiên đam cực kỳ to anh em ơi. Ở combo thứ hai mình cũng rất hay sử dụng cho Zephyr, chính là mình sẽ lướt chiêu 1 lên trước, sau đó mình nhảy chiêu cuối, dùng chiêu 2, chiêu 1 và đánh thường tiếp. Cái này là dùng ở những khoảng cách mà hơi bị xa và mình phải dùng chiêu 1 để mồi. Và sẽ tạo nên cái hiệu ứng nó bất ngờ hơn anh em ơi. Đây canh bừa xanh của bạn Murat nha, không cho Murat ăn bừa xanh luôn. Cướp 1 rồi cướp 2, cướp 2, cướp 3, cướp 4, cướp 5, cướp 6. Tất nhiên còn đang ở cái con quái nhỏ bên kia thì chắc chắn mất bừa xanh rồi. Giờ luôn con quái nhỏ. Đánh vào rừng team bạn là cách chơi khiến team mình giành chiến thắng nhanh nhất. Rừng phế, rừng team bạn phế thì tất nhiên là team mình sẽ ít bị gank này. Và mình thì đi gank nó hiệu quả hơn rất nhiều anh em ơi. Nói chung là có cơ hội thì mình cứ cướp thôi. Đây. Ôi thôi, chết nhanh thế. Murat này. Có một pha xích chiêu cuối của Alistar thì quá tuyệt vời. Rồi, bạn này dùng chiêu 2 né được cái chiêu của mình nha, nhưng mà có chạy được công đây. Đứng lại bạn ơi, đứng lại. Người chậm rồi, tự nhiên sờ vào cái chiêu 2 làm gì, hủy chiêu lại chậm hết 0.001 giây các bạn ơi. Được kê. Okay,
Các bạn đánh làm sao và luyện tập để chiêu cuối thật nhanh và thật chuẩn nha. Cái này thì chúng ta phải luyện tập rồi. Và kiến thức cơ bản thì tất nhiên Mô Việt truyền bản với anh em. Và luyện tập như thế nào thì các bạn cần phải luyện tập kỹ. Vốt chiêu cuối phải vừa. Nói chung là có hai kiểu nha. Các bạn mới chơi thì các bạn nên là dùng chiêu cuối chậm một chút xíu thôi, để các bạn tập căn chiêu, căn khoảng cách. Khi các bạn đã thuộc cái gọi là cự ly của chiêu cuối rồi thì các bạn sẽ vồ nhanh. Đấy, sẽ vồ nhanh hơn. Và khi các bạn đã luyện đến trình độ thượng thừa rồi, các bạn sẽ có những pha chiêu cuối công kích hách não tướng địch. Bây giờ thì cái chiêu 2 của Zephyr dùng lên quái và lính thì có khả năng hồi phục rồi. Nói chung là cái phong cách full dam bây giờ mình thấy cũng rất là mạnh. Vì dam cao thì cái chiêu 2 lại hồi được nhiều máu hơn. Hiện tại Mô Việt vẫn làm video clip của tặng fan nha. Đây là link của fan của mình. Nhiều bạn gửi yêu cầu video clip và tặng clip thì các bạn đấy có những yêu cầu rất đơn giản. Chúc anh Mô Việt luôn mạnh khỏe, làm nhiều clip hay. Chúc anh Mô Việt luôn đẹp trai, sói ca, rồi vân 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 vân. Cũng không có yêu cầu là tặng các bạn đấy cái gì đâu. Thế này mình rất chân thành cảm ơn các bạn nha. Bởi vì các bạn khi gửi yêu cầu này thì Mô Việt lại có link, nhiều link để làm video clip hơn. Bởi vì anh em biết rồi đấy, khi mà làm video clip mỗi ngày ý, mà làm được những cái game perfect thì phải đánh nhiều trận. Đánh nhiều trận mới được perfect game. Và nói chung là lên rank cực kỳ cạnh nhanh. Và lên rank nhanh thì nếu mình làm ít link ý thì sẽ gọi là rất là khó làm, bởi vì nên là canh cao thủ mấy chục sao là một trận, nếu mà ở perfect game thì nó hơi bị mệt, rất là tốn công sức. Chính vậy những cái league rank tinh anh và cao thủ ít sao mình đều nhận, và nói chung là vừa làm video clip tặng các bạn, vừa có league để mà mình làm nhiều clip nó dễ hơn, tiết kiệm được thời gian hơn nha. Ôi trời ơi, đây là cảm giác là bốc hơi anh em ơi. Team bạn lên bản đối số với tốc độ ban thờ. Quá nhanh, quá khỏe từ Zephyr Thundam cùng đồng bọn. Ôi thôi xong rồi anh em ơi, bạn đấy vào lick rồi, bạn chủ lick vào lick rồi. Đây là cái buồn khi mà làm video clip tặng fan nhá. Nhiều khi là các bạn vô lick và mình sẽ bị mất trận đấu. Rất là buồn anh em ơi.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.